Vâng, thưa quý vị, chúng ta lại cùng gặp nhau ở Chung Nhịp Văn Minh và đi qua một cái chặng đường với rất nhiều yêu thương của quý vị thính giả, thì Phương Huyền Nam Hiệp rất mong sẽ nhận được thêm nhiều đóng góp chia sẻ của quý vị về cho chương trình, để Chung Nhịp Văn Minh của chúng ta mỗi số sẽ mang lại một điều gì đó ý nghĩa đối với quý vị thính giả. Vâng, và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của Chung Nhịp Văn Minh, đó là từ 13:30 cho đến 14:00 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Và chúng tôi mong là những câu chuyện, những chia sẻ trong chương trình Chung Nhịp Văn Minh sẽ được sự đồng cảm cũng như là sự quan tâm và sự góp ý từ những thính giả nghe chương trình gần xa. Dạ, Phương Huyền với Nam Hiệp cũng hy vọng là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có những cái đề xuất. Ví dụ như là mình muốn chia sẻ về vấn đề này, muốn Chung Nhịp Văn Minh sẽ cùng bàn luận về vấn đề này, thì chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận tình cảm của quý vị để mỗi người chúng ta đều góp một chút sức lực của mình làm cho xã hội đẹp hơn. Và thưa quý vị, trong cái chuỗi câu chuyện của dịch bệnh thì chúng tôi cũng đã chia sẻ về cái vấn đề là văn hóa sử dụng khẩu trang. Và ngày hôm nay thì tiếp nối xin được chia sẻ một cái vấn đề khác mà có lẽ là với nhiều người khi mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là đôi khi cảm thấy mình hơi bị khó chịu một chút trong cái cách ứng xử. Nó là cái câu chuyện liên quan tới ứng xử, đó là việc kỳ thị với những người trở về từ vùng dịch, những người bị cách ly hay là những người có thể là nguy cơ rất là thấp khi mà tiếp xúc với những bệnh nhân hay tiếp xúc với F1, F2 của đợt dịch bệnh này. Thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu tiến sĩ Đinh Thị Thanh Nga, giảng viên Đại học Sài Gòn, một gương mặt cũng rất quen thuộc ạ. Dạ, xin chào cô Nga. Xin chào quý vị thính giả, xin chào Nam Hiệp và Phương Huyền. Dạ, và vị khách mời thứ hai của chúng ta đó là luật sư Lê Thị Nguyệt Hằng. Cảm ơn chị Nguyệt Hằng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào quý khán giả. Dạ, thực ra thì Phương Huyền biết chị Nguyệt Hằng là thông qua sự chia sẻ của cô Thanh Nga khi nói về cái chủ đề mà chúng ta đang bàn tới ngày hôm nay. Chắc là cô Nga sẽ bắt đầu câu chuyện ha. Nguyệt Hằng là một trong những người bạn ở cùng khóa với mình tại Đại học Luật. Và bạn ấy cùng với một số bạn đã có một cái chuyến đi thăm các bạn cũ ở tại Đà Nẵng. Thì cái chuyến đi này rất là vui vẻ, bởi vì là chúng mình là những người mà đã rời xa mái trường đại học khoảng 20 năm. Và vẫn còn hướng đến nhau, vẫn còn nhớ đến, vẫn còn có những cái phút giây ở bên nhau, thì đó là điều tuyệt vời. Và ở Đà Nẵng thì mình cũng có một số bạn ở đấy, cho nên là cái chuyến đi này thì có khoảng 4-5 người bạn cùng khóa với mình đi ra, thì trong đó có Nguyệt Hằng. Tuy nhiên là một trong những cái mà mình cảm thấy là sửng sốt và cũng rất là buồn là sau cái chuyến đi đó trở về thì lại ngay đúng lúc là Đà Nẵng công bố có dịch bệnh và có ca bệnh đầu tiên. Và tiếp sau đó là 2-3 ngày liên tục thì Đà Nẵng lại phát hiện ra rất nhiều ca mới, và dẫn tới việc là tất cả những người nào trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 thì phải tiến hành xét nghiệm cũng như là cách ly tại nhà. Thì khi mà biết thông tin đó, mình mới thấy rằng là có một số bạn bè của mình vì biết được cái thông tin là có nhóm bạn đi ra Đà Nẵng như thế, và các bạn ấy đã có một chút gì đấy, có thể là cũng vô tình thôi, nhưng mà các bạn ấy cũng nói rằng là tại vì những cái người mà đi chơi như thế, rồi khi họ đi chơi họ không để ý gì cả và họ mang dịch bệnh về đến Sài Gòn. Thậm chí có những câu rất là nặng nề mà mình thấy được ở trên Face là chúng tôi không cần các bạn mang virus về, chúng tôi không cần các bạn như thế, các bạn vui lòng, các bạn ngồi yên. Và một trong số những người bạn của mình là bạn Hằng đã rất là bức xúc, đã rất là buồn, và bạn ấy phải viết lên trên Facebook những cái dòng chia sẻ. Và thực ra hôm nay thì để mà mời Nguyệt Hằng đến đây thì mình cũng phải mất một thời gian để thuyết phục. Bởi vì là Hằng có nói rằng là Nga ơi, mình ngại lắm. Thực sự lúc đó là cái cảm xúc của mình nó trào dâng, mình cảm thấy buồn, buồn lắm cơ, vì mình không hề nghĩ rằng là mình là người bị bệnh, và mình cũng chẳng hề muốn mang dịch bệnh, và cũng làm sao biết được cái chuyện đấy. Thì không ngờ là mình lại nhận được những cái lời nói nặng nề như thế, làm cho mình cảm thấy bị tổn thương. Thì cũng phải mất cả một thời gian để thuyết phục chị Hằng là thôi thì hãy chia sẻ cái cảm xúc này.
Dạ, hôm nay thì rất mong được chị Hằng chia sẻ cùng với chương trình ạ. Không biết bây giờ thì chị đã bớt tổn thương phần nào chưa ạ? Mình thực ra bây giờ mình cũng đỡ rồi. Dạ. Với lại là sáng nay mình cũng nhận được kết quả xét nghiệm từ trung tâm y tế quận 2 là mình âm tính. Dạ. Thì mình cũng cảm thấy nhẹ lòng bớt. Dạ. Từ bữa giờ giống như là mình rất là stress. Mà thật sự là trong cái nhóm bạn mình đi Đà Nẵng đó, có một vài bạn cũng không chịu nổi với cái áp lực từ cái ứng xử của cư dân mạng, cho nên đã đóng luôn cả Facebook. Rất là buồn. Ngày đó, nói chung là thật sự giờ mình nghĩ tới cái chuyến đi đó, thật ra mình rất là buồn, mình muốn khóc luôn. Là vì cái kế hoạch mình đi thăm bạn bè là mình có trước cả tháng lận, vì nó rơi vào cái Covid, cho nên là chờ các con nó nghỉ hè á, mẹ mẹ mới sắp xếp đi được. Thì khi mà mình ở Quảng Bình, nghĩa là mình ra đó ngày tối 23 thì tự nhiên sáng 24 là bắt đầu mới phát hiện lên những cái ca dịch đầu tiên. Thì lúc đó nó một hai ca thôi, tụi mình cũng không có nghĩ rằng là cái tình hình nó nghiêm trọng như vậy. Thì tới sáng 25 là tụi mình đã rời đi Huế và đi Quảng Bình rồi. Thì ngay khi mình vừa đặt chân đến Quảng Bình thì mình thấy bạn bè ở trên mạng lúc đó là cũng đã phát hiện nhiều và cái tình hình nó cũng nóng lên. Mà nếu mà những bạn bè mà kết trên Facebook á, mà không có thân quen với mình cũng không có buồn. Đó là những người em, người bạn rất 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 thân với mình. Mà em ấy đăng lên Facebook nói rằng là chúng tôi ở Sài Gòn, chúng tôi không cần Covid, làm ơn những người đi từ Đà Nẵng về đừng mang Covid về. Rồi có những người khác bảo rằng là thực ra cái lộ trình của Bộ Y tế mình là về là chỉ có là tự cách ly, nhưng mà mọi người kêu gọi rằng là phải đưa hết những người như vậy đó vào cách ly tập trung. Tập trung đi, chứ như vậy đâu có biết ai, giống như là nghi ngờ lẫn nhau. Và nói chung là khi ở đó là tụi mình không còn một cái tinh thần nào mà để đi chơi nữa. Nhưng mà vì có bạn bè cho nên cũng động viên. Các bạn không biết đâu, cái ngày mà khi mà chúng tôi chia tay, nghĩa là có một số bạn bay từ Đồng Hới về Sài Gòn và một số bạn quay trở lại Đà Nẵng. Tại vì Đà Nẵng là những bạn của tôi cũng đi theo ra Quảng Bình. Thì thật sự chúng tôi chỉ có ôm nhau khóc thôi, cứ nghĩa là động viên nhau. Nói chung là mình cố gắng vượt qua, chứ mình đừng có suy nghĩ cái gì. Chắc chắn rằng tụi mình không có bị. Tại vì cái thời điểm đó, cái lộ trình mà Bộ Y tế mà đưa những cái thông báo khẩn á, thì tụi mình không có qua. Cho nên là tụi mình cũng chắc chắn rằng là cũng không có bị rồi. Nhưng mà về bắt đầu, nói chung là những cái status tiếp theo là của những, nói thẳng là những cái anh, những chị khóa trước, hoặc là những người nói thẳng là cũng có chức có quyền, là đang nói rằng là tụi tôi ngứa tay ngứa chân đi du lịch, rồi lại là ham du lịch giá rẻ. Rồi thậm chí có bạn cũng đăng là về cái khác mà nói rằng là cho mình là có ý thức hơn, là giống như nghi ngờ. Khi đó tụi tôi đã tự cách ly rồi, nhưng mà nghi ngờ là tụi tôi không có tự cách ly, cho nên nói rằng là làm ơn đi, đi khai báo đi, rồi đi tự cách ly đi, đừng có đi chung cầu thang máy. Thì cái lúc đó thậm chí một cái bạn ở trong cái khóa của mình luôn đề nghị cái anh mà đăng đó là chuyển lên cái group của cả khóa, tức nghĩa là cái khóa học chỉ có nhóm tôi đi Đà Nẵng thôi. Thì giống như tôi cảm thấy vô tình giống như đâm thẳng vào tụi tôi vậy. Lúc đó tụi tôi hoảng lắm, lúc đó quá trời nhiều rồi, cứ công bố sáng mười mấy ca, chiều hai mấy ca. Tụi tôi đọc, tụi tôi chóng mặt luôn. Thậm chí là có bạn ở Hà Nội đi du lịch cũng đã bị lây Covid. Cho nên lúc đó là ở trong tâm trạng đã hoảng rồi, mà cái bạn đó còn nói vậy nữa. Cho nên tôi buồn lắm. Tôi mới thật ra là tôi là cái người, một trong những người mà rủ bạn bè đi, giống như là người đi đầu vậy đó. Tôi cảm thấy là mình có trách nhiệm, không phải với bản thân, với xã hội, gia đình, mà tôi còn cảm thấy trách nhiệm với bạn bè tôi. Bạn bè tôi chịu áp lực kinh khủng. Cho nên tôi mới, hôm đó tôi mới rất là buồn. Tôi có nói với cái anh mà anh kêu là ngứa tay ngứa chân luôn đó. Tôi nói là em sẽ đăng status phản pháo đây. Tụi em thật ra không phải là tội phạm, tụi em cũng không có muốn mang Covid về. Vì tụi em là vô tình và nó rơi vào vậy. Ít ra thì cũng muốn được nhận sự động viên và chia sẻ. Chứ không phải là cái sự kỳ thị mà mỉa mai, lúc nào cũng cho rằng họ có ý thức hơn mình, như thế nọ như thế kia. Cho nên hồi lúc đó Hằng buồn dữ lắm. Thực ra là ngoài cái chuyện Hằng trở về Sài Gòn, tại vì Hằng đi cái chuyến đó, bạn bè Hằng còn một vài bạn kẹt ở Đà Nẵng vì đã đưa gia đình ra Đà Nẵng, ở đó, rồi đi Quảng Bình với Hằng. Xong rồi khi có Covid xảy ra phải quay về Đà Nẵng để đưa gia đình trở lại Sài Gòn, và lúc đó toàn bộ các chuyến bay hủy. Tôi nói thật, các bạn không ở trong tâm trạng của tụi tôi không có bị. Nhưng mà
nếu ở đó cả một gia đình 5-6 người, bạn tôi phải đi giống như là tôi cảm giác như một cái phim hành động vậy đó. Tôi không ăn không ngủ được cả group luôn, chờ bạn tôi quay trở về được Sài Gòn. Lúc đó tôi nói thật sự, tôi có nhắn các bạn, được bây giờ tụi mình cứ dương tính cũng được, đi cách ly chung, còn không có nghe ai hết. Thực sự mình buồn lắm, bây giờ mình cứ nghĩ lại cái cảm giác mà vừa phải lo sợ cho bản thân mà vừa cảm thấy những cái lời lẽ đó, mình cảm thấy nó xúc phạm kinh khủng luôn. Và mình nói thật sự, mình nói các bạn, mình trao đổi với chương trình của mình thì cho mình trào nước mắt á. Thực sự là khi mà nghe chị Hằng chia sẻ nãy giờ thì Phương Huyền nghĩ rằng là chắc không chỉ ba người đang ngồi ở phòng thu với chị Hằng ngày hôm nay đâu, mà rất nhiều thính giả cũng sẽ cảm thấy rất là xúc động. Bởi mình rõ ràng là không thể tưởng tượng được, đúng không Hiệp? Không thể tưởng tượng được là cái câu chuyện nó lại xảy ra tới mức như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta theo dõi tình hình thì qua cái đợt dịch thứ hai này, như câu chuyện chúng ta cũng đã đề cập và chia sẻ, thì mỗi người đều hiểu hơn và bình tĩnh hơn. Mặc dù rằng là tình hình nó phức tạp hơn, nhưng chúng ta biết tự nhắc nhau là chúng ta giữ gìn như thế nào, bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác như thế nào. Và rõ ràng với những người như chị Hằng và những người bạn của chị Hằng thì khi đến với Đà Nẵng thì mình hoàn toàn ở một cái tâm thế khác, vì mình đi trước khi nó xảy ra sự việc. Thì mình vẫn nghĩ là đặt ở cái tâm lý của mình đi, thì lúc đó có lẽ với bạn bè, với đồng nghiệp thì sẽ là những cái lời động viên, đúng không cô Nga? Những cái lời động viên là cái thời điểm này trước hết là tự cách ly tại nhà, khai báo y tế và dùng những cái biện pháp để phòng ngừa dịch. Giống như cũng có những người là khi họ đi về, họ có treo một cái bảng là gia đình tôi vừa mới đi Đà Nẵng về, vừa mới từ vùng dịch về, mong là bà con không lại gần. Thì họ tự cách ly ở trong nhà. Thì và mọi người cảm thấy cái điều đó nó cực kỳ dễ thương. Thì với cái câu chuyện của chị Hằng ở đây với những người bạn của mình thì thực sự khi nghe Phương Huyền rất là xúc động, vì không thể nghĩ rằng có những người họ có cái cách cư xử như vậy. Thực sự là mình cũng cảm thấy rất là đáng tiếc. Khi mà như Phương Huyền nói đấy, ý thức của mọi người về dịch bệnh bây giờ cũng đã cao hơn. Và đặc biệt là gần như rất là nhiều người, người ta đã hoàn toàn chủ động trong việc là biết rằng mình là người từ vùng dịch. Chắc phải 100% những người mà đã biết thì đều là những người mà họ hiểu rằng sức khỏe nó có giá trị như thế nào và bệnh dịch nó nguy hiểm như thế nào, cũng như ý thức tự bảo vệ. Thế nhưng mà cái chuyện mà họ tự cách ly, họ rất là tôn trọng cộng đồng là như thế. Nhưng mà bên cạnh đó là lâu lâu ở trên mạng thấy những cái lời rất là cay nghiệt dành cho những người bệnh, rồi đăng cả lịch trình, không phải là bệnh đâu, tức là gọi là nghi ngờ từ vùng dịch thôi. Rồi đối với những người mà nghi ngờ có bệnh nào là đăng toàn bộ lịch trình, thậm chí là họ chưa được công bố là bệnh mà đã có một cái thông tin đưa lên. Rồi, tức là cái thông tin này nó không phải là thông tin chính thống. Đúng rồi. Mà là thông tin từ những cái người quen biết chính tự đăng lịch trình của người khác. Có một người đã bị phạt vì cái thông tin như thế rồi. Thế nhưng mà nó lại gây cái sự lan truyền rất là mạnh mẽ. Và nó làm tổn thương nhiều người lắm. Và đặc biệt là ngoài cái trường hợp của chị Hằng thì còn có một cái anh bác sĩ mà mấy hôm nay mình cũng thấy cộng đồng mạng nói rất là nhiều, anh ấy cũng bị nhiễm bệnh. Nhưng thực sự là cái lúc mà anh ấy đi rất nhiều thì vì anh ấy là bác sĩ, anh ấy phải có một cái lịch trình làm việc, anh ấy phải tiếp xúc rất là nhiều người. Và anh ấy hoàn toàn không có ý thức rằng anh ấy là người có bệnh. Thế thì việc anh ấy hoàn toàn không nghĩ rằng và không có một cái dấu hiệu nào nữa, là nếu mà nói ở góc độ pháp lý thì anh ấy hoàn toàn không có lỗi trong việc đó. Vậy thì vì cớ gì mà lên án anh ấy? Vì cớ gì mà cộng đồng tự cho phép mình cái quyền mà cay nghiệt, cái quyền bêu rứa một con người như thế? Trong khi họ cũng là bác sĩ, họ là người đang làm nhiệm vụ. Và nói vui là giống như mình, một cái người rất là hoạt động. Thì một ngày mình tiếp xúc với biết bao nhiêu người, một ngày mình gặp gỡ và mình thể hiện cái mối liên hệ của mình, cái tình cảm của mình với biết bao nhiêu người. Thì nếu như mà chúng ta thấy rằng chúng ta còn thương nhau, thì chúng ta hãy nghĩ rằng không chỉ là bảo vệ cho nhau bằng những cái biện pháp đeo khẩu trang, bằng cái biện pháp là tự cách ly, tự phòng ngừa, mà mình còn nghĩ rằng là mình thương nhau, là mình đừng có vội trao cho nhau những cái lời cay nghiệt. Và mình đừng có share những cái thông tin mà không có không chính thống. Chúng ta cũng thấy một thực tế là trong mùa dịch này, đặc biệt ở trên mạng xã hội, thì có rất nhiều người làm giống như muốn thể hiện mình là có thông tin nhanh nhạy nhất, có những cái tin mà gọi là độc quyền của mình, và share vội mà không có kiểm chứng. Thì cái đó rất là nguy hiểm và ảnh hưởng rất nhiều người.
Hồi nãy khi mà nghe chia sẻ từ cô Nga cũng như chị Hằng á, thì Phương Huyền nghĩ tới một cái chuyện, đó là rõ ràng là mọi người chúng ta không có tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Và một cái vấn đề nó gây cái xáo trộn rất là nhiều. Chị Hằng có dùng cái cụm từ là nghi ngờ lẫn nhau, đúng không chị? Chính cái sự nghi ngờ lẫn nhau này đôi khi nó lại là một cái con virus vô cùng khủng khiếp. Bởi vì là chúng ta đang cùng chung tay để chống dịch, đẩy lùi cái dịch Covid. Và chúng ta ở đây là tạo một cái hành lang an toàn cho chính mình và người khác, chứ không phải là chúng ta lúc nào cũng nghi ngờ người khác đang mang mầm bệnh cho mình. Thì ngoài chị Hằng ra, thì những cái người mà đi cùng chuyến đi với chị cho tới thời điểm này thì mọi người như thế nào chị ha? Tất cả bạn bè của mình đều khỏe hết, kể cả cái bạn là cả nhà mà 5 người ở Đà Nẵng mà về sau cùng về ngày 29 thì cũng nói chung xét nghiệm rồi nhưng mà chưa có kết quả, nhưng không có ai có dấu hiệu. Tại tụi mình có lập một cái group là đi miền Trung, thì mọi người có thông tin lên mỗi ngày thì về tình hình sức khỏe. Tại tụi mình trước mắt tụi mình quan tâm tụi mình trước, thì cũng sợ, thì hầu như không có ai có dấu hiệu gì về bệnh hết. Tại vì tụi mình ở khách sạn, và tụi mình chỉ có đến gặp bạn ở ngoài cái nhà hàng, mà những cái nhà hàng hay những cái quán đó là tụi mình đã nhìn trong cái thông báo của bộ thì mình đã không có rồi, không có trong danh sách. Nhưng mà nói thật sự có một chút là lo lắng, là trong đó có một bạn thì sáng 24 đó bạn đi cái chợ gì của bà bệnh nhân số mấy mà đi cái chợ đó thì bạn đó đi cái chợ đó, nhưng mà mình nghĩ cái việc đó mình cũng không tiếp xúc rất là thấp. Tại vì biết đâu đi khác giờ. Thì khi đó bạn đã nhắn lên group luôn là Thu có đi cái chợ đó vào cái khung giờ nó khác, nhưng mà để báo để các bạn biết. Nói chung tụi mình hoàn toàn là thông báo cho nhau hết. Là để là chủ động. Tụi mình chủ động là tụi mình cũng muốn là thực sự nếu như có bệnh xảy ra hay gì là bản thân mình, người thân mình, bạn bè thân thiết của mình trước. Chứ thực ra những cái người mà nói đó đâu có tiếp xúc với mình đâu. Đó, cho nên tụi mình nói đúng ra là thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều. Bạn mình làm ở tòa án mà trong khi cái dịp này là cuối năm án điểm cũng ngưng lại không xét xử, mà sếp bắt phải giải trình lịch đi từng nơi phải giải trình, mà thực bạn cũng không đến cơ quan. Nhưng mà cơ quan bạn cũng làm quá lên, bắt là phải giải trình là sáng anh đi đâu, trưa đi đâu, chiều đi đâu. Bản thân mình cũng hoảng, toàn bộ lịch sử của mình lại, mình làm đơn trên tòa, mình cũng hoảng lại, gặp tới con mình đang học lớp 12 thì bé sắp thi đại học rồi, lẽ ra mình những cái ngày này là mình cần ở gần bé chăm sóc, mình nghĩ mình đi chơi về rồi mình lo cho con, đưa cho con học thêm, rốt cuộc lại mình nói chung là nếu đúng là thời hạn cách ly mình đến 8 tây là ngày con mình thi. Cho nên nói mình là những người buồn nhất luôn, nhưng mà ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà khi giống như là mình đã mềm lòng rồi, khi mà chạm đến những cái nỗi đau đó, tự nhiên mình giận kinh khủng, mình buồn kinh khủng, buồn còn hơn nữa. Nó làm vậy. Chứ còn nếu như bình thường mà mình chỉ có giống như mấy bạn nói đi ăn đi chơi, rảnh ngứa tay ngứa chân gì đó là mình cũng không có cần, mình không thể nói buồn vậy. Mà mình cảm thấy qua cái đợt dịch này á, có rất nhiều người họ cho rằng mình có ý thức, người khác không có ý thức. Họ hiểu, người khác không hiểu, không đủ trình độ để hiểu. Thậm chí có những cái mà cơ bản nhất họ phải giải thích, ừ, các bạn về các bạn nên làm vậy, làm vậy, làm vậy. Thực ra là tụi mình đã hiểu từ cái đợt dịch trước, là tụi mình đã biết rồi. Nói như nãy chương trình đã nói là đã biết rồi. Cái lần này tụi mình cũng biết rằng, đọc báo chí mình biết rằng con virus lần này là mới, chủng mới, nó nguy hiểm hơn. Cho nên tụi mình cũng biết. Nhưng mà cứ mọi người cứ cho rằng là tụi mình không có biết, nên làm vậy, nên làm vậy. Mà mình rất là buồn. Thật sự nếu nãy mình nói nếu người lạ mình không bao giờ buồn, đó là những người thân, những người bạn mình biết và có thể biết. Và mình biết những người đó họ cũng có chức vụ, có địa vị ở trong xã hội. Nhưng mà họ làm như mà mình là những cái tội phạm, tội đồ vậy đó, cho nên mình buồn thôi. Chứ nếu như mà bình thường mạng xã hội bình thường như các bạn nói, mình cũng không buồn. Tại vì đâu có biết người ta là ai, muốn nói gì đó họ nói. Cái vấn đề ở chỗ là mỗi người chúng ta đều đã ý thức cái việc đó. Đặc biệt như chị nói đó, với những người đi đến vùng dịch thì ý thức hơn ai hết, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình và những người thân của mình. Tuy nhiên cái vấn đề mình đang nói đến ở đây là những cái người xung quanh đôi khi lại là những người bạn nữa, mà họ kỳ thị cái việc đó một cách thái quá. Thì ở trên báo Tuổi Trẻ ngày 16 tháng 3, tức là ở cái đợt dịch đầu ấy, thì cũng đã có cái bài viết, đó là Thủ tướng đã có cái chỉ thị là chống kỳ thị người nhiễm COVID-19. Rõ ràng rằng là đây là người nhiễm
thì đã có cái chỉ đạo về cái việc chống kỳ thị những người đó. Nói chi là với những người mà về cái mức độ rất thấp và chưa biết rằng là họ có nguy cơ nhiễm bệnh hay không, mà có những cái thái độ đó thì nó gây một cái việc là gây hoang mang trong cộng đồng. Rõ ràng là với một cái nhóm người, ví dụ trong một cái group, trong một cái cộng đồng nhỏ đi, thì nó sẽ làm cho mọi người xáo trộn ở đó. Tuy nhiên với những cái người mà chia sẻ những cái điều như chị Hằng vừa nói ấy, thì họ chia sẻ trên chính cái trang cá nhân của họ, và họ sẽ tác động tới những người xung quanh rất nhiều. Và những người xung quanh đôi khi không phải tất cả mọi người chúng ta đều tỉnh táo với các thể loại thông tin. Đôi khi chúng ta nghe cái thông tin đó và chúng ta nghĩ rằng là nó nguy hiểm và nó lây và nó ảnh hưởng tới mình, thì chúng ta lại đang đi ngược với những cái chỉ đạo từ trên, rằng là chúng ta phải hết sức bình tĩnh, thông minh nhất trong cái việc làm sao để chống lại dịch bệnh cái thời điểm này. Thì ở cái góc độ luật, cả cô Nga và cả chị Hằng đều là cái người học luật ra và đang làm trong ngành luật, thì mình có thể phân tích thêm về những cái việc này. Ví dụ như là xâm phạm cái quyền riêng tư của người khác, hay là đôi khi những cái đó đôi khi nó còn mang cả là vu khống nữa, đúng không ạ? Thì nó ảnh hưởng như thế nào ạ? Thực ra thì rõ ràng là mạng xã hội nó cũng đang có những cái tác động hai chiều, cả tích cực lẫn tiêu cực. Và gần đây á, khi mà luật an ninh mạng ra đời thì mình thấy rằng là nó cực kỳ có ý nghĩa để mà chống lại những cái hành vi có thể là hữu ý, có thể là vô tình thôi, nhưng mà người ta có thể xúc phạm đến danh dự, đến nhân phẩm của người khác. Riêng về cái quy định mà xử lý những cái hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác ở trên mạng thì chính phủ cũng đã có cái nghị định về xử lý rồi. Và nếu như anh xúc phạm người ta ở trên không gian mạng á, ở trên internet á, thì cái mức xử lý cao hơn mức xử lý trong trường hợp là tiếp xúc trực tiếp. Yeah. Nghĩa là chúng ta thấy rằng là với một cái không gian số ngày càng mở rộng như thế, với internet ảnh hưởng ngày càng nhiều hơn đến cuộc sống của con người, và đến cả cái phần trí, đến cả cái suy nghĩ, cái nhận thức của người ta, thì rõ ràng là những cái hành vi mà xúc phạm ở trên mạng, những hành vi đưa những cái thông tin bịa đặt hay là lan truyền những thông tin xấu, chửi bới người khác trên mạng, thì nó xứng đáng bị xử lý nặng hơn những hành vi xúc phạm bình thường. Yeah. Và hình như là mức xử lý có thể lên đến 10 hoặc 20 triệu cho những cái trường hợp như thế. Và thực sự là muốn nói rằng là trong cái thời điểm như hiện nay ấy, thì cái việc mà làm cho mọi người lo sợ thêm, làm cho sự hoang mang ấy, nó được lan truyền rộng rãi, tức là làm cho mọi người cảm thấy là tôi sợ quá, tôi sắp chết tới nơi rồi. Hay là dịch bệnh ở khắp nơi, tức là cái sự nghi ngờ lẫn nhau tới mức mà đã nhìn thấy một vài cái status là dịch bệnh, tức là cái người bệnh có thể ở ngay bên cạnh bạn, cho nên bạn phải luôn luôn cẩn trọng ở mọi lúc mọi nơi, thì nó góp phần làm cho cái cuộc sống này nó mất đi cái sự đáng sống rất là nhiều. Yeah. Thay vì mình hãy chung tay nhau, mình thực hiện những biện pháp bảo vệ đúng luật. Và nhắc đến biện pháp bảo vệ thì thực sự là mình cũng biết đến một cái phần mềm mà được Bộ Y tế cũng kêu gọi mọi người yeah. là gắn vào, đó là Blue Zone. Blue Zone. Thì cái đấy nó cũng giúp cho mình, thứ nhất là tăng ý thức rằng là mình tự khai báo là mình đi về từ đâu, rồi mình như thế nào đấy. Yeah. Rồi mình cũng biết được là mình có tiếp xúc gần hay không, để mà có một cái cộng đồng an toàn. Và quan trọng nhất là nó vừa an toàn nhưng nó vẫn phải đảm bảo sự phát triển cả về mặt kinh tế lẫn mặt xã hội. Chứ nếu như ai cũng ở nhà đóng cửa không nhìn mặt nhau, bố mẹ con cái cũng không thèm nói chuyện với nhau, thì nó cũng khủng khiếp. Yeah. Quá. Nó thực sự là không thể duy trì một cái cuộc sống lâu như thế được. Yeah. Và thật sự là chúng ta cũng không mong muốn là đúng có rồi. Những đợt giãn cách xã hội quy mô lớn lần thứ hai. Như thế. Yeah. Đúng rồi. Và với chị Nguyệt Hằng thì chị có những cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này ạ? Về việc vi phạm quyền riêng tư, quyền cá nhân và những cái thông tin trên mạng xã hội mà thiếu kiểm chứng như vậy ạ? Thực sự là tôi thấy là cái việc vi phạm thông tin trên mạng thì rất là nhiều. Như cái vấn đề để mà giống như mình để mình xử phạt, mà để thực thi cái văn bản của nhà nước và những trường hợp thì rất khó. Và cũng như tôi, đôi khi tôi thấy rằng cái việc đó nó ảnh hưởng, nó xúc phạm tôi đó. Nhưng tôi cũng thôi, nghĩ không, nó cũng không đáng, nó cũng không là gì hết, cho nên đa phần là mình bỏ qua. Yeah. Tôi cũng chưa thấy, chỉ có một vài trường hợp, đó là thường là ở những cái người mà nó làm ảnh hưởng đến cái trật tự xã hội nhiều quá. Yeah. Ví dụ như các cái bạn gì quên, khi tôi đọc là thông tin là nhóm máu O là
không có bị nhiễm. Yeah. Đó. Yeah. Và nó nghĩa là nó đảo ngược và giống như một cô ca sĩ gì đó. Yeah. Thì nó những người nó cái tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội thì thường là xử phạt. Còn lại những người khác á, thì tôi thấy chưa. Nhưng mà tôi cũng thấy cái mức phạt á, nó cũng không được cao. Thứ hai nữa là mình không đồng ý với người đó nói về cái việc đó với mình đó. Yeah. Nhưng mà mình làm ra để cho phạt người đó thì đôi khi bản thân mình cũng muốn thôi bỏ qua đi, chính bỏ là mời hay những cái khác. Cho nên là cái văn bản về xử phạt vi phạm hành chính về vấn đề mà xúc phạm nhau ở trên mạng á thì nó có đó, nhưng mà cái vấn đề áp dụng nó cũng chưa có được rộng rãi, chưa được nhiều. Chúng ta cũng hy vọng là mọi người sẽ quan tâm. Tuy nhiên để mà nói về cái vấn đề này thì Phương Huyền vẫn muốn nhấn mạnh nhiều hơn ở cái khía cạnh đó là trong cái tình hình khi mà càng khó khăn thì chúng ta càng cần phải đồng lòng, chung sức. Và quan trọng nhất đó là chúng ta không nên có những cái kỳ thị hay là những cái nghi ngờ lẫn nhau một cách thái quá. Yeah. Bởi vì chính những cái điều đó nó sẽ gây hoang mang và nó làm đảo lộn nhiều thứ trong cái nỗ lực chung của cả cộng đồng. Yeah. Và trong tất cả những cái việc đó thì rõ ràng mình thấy đây chính là cái hành vi ứng xử với nhau thôi ạ. Phải không ạ? Cái ứng xử văn hóa với nhau như thế nào thôi. Đặc biệt là với những người bạn thì lại càng cần phải có cái sự chia sẻ động viên lẫn nhau. Yeah. Chứ không phải rằng là mình lại quay lại mình chỉ trích, mình ném đá, mình làm những cái việc mà nó ảnh hưởng tới tình cảm, cảm xúc của bạn bè mình. Yeah. Thì như cô Nga nói đó là mình thương nhau nhiều hơn trong cái mùa dịch này nữa. Đừng làm tổn thương nhau thêm nữa. Rõ ràng là những cái chia sẻ ngày hôm nay cũng hy vọng chị Nguyệt Hằng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trước hết là cái thông tin mà mình vừa nhận được về cái kết quả âm tính thì cũng nhẹ hẳn đi rồi. Và mong là những cái điều giải tỏa với chương trình với một người bạn khác là cô Nga ở đây thì chị cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Phương Huyền hay có cái suy nghĩ là thôi ai làm sai thì người ta chịu. Người ta nói những cái lời không hay thì tự nhiên người ta đôi khi lại bị tổn thương lại, nên thôi mình bỏ qua tất cả những cái điều đó. Và có thể khi chương trình phát sóng thì tất cả bạn bè của chị Hằng cũng có được cái thông tin tích cực từ cái kết quả xét nghiệm. Cũng mong là mọi người không đến nỗi bị ám ảnh bởi cái chuyến đi đó, mà vẫn sẽ giữ đó là một cái kỷ niệm đẹp đối với những người bạn của mình cả cái hành trình 20 năm. Cảm ơn chị đã đồng ý chia sẻ với Chương Nhịp Văn Minh ngày hôm nay ạ. Dạ, và chưa kể là những chia sẻ của chị Hằng cũng sẽ tác động đến ngàn người. Dạ. Từ Đà Nẵng về nữa, chứ không chỉ riêng về nhóm nhỏ bạn của mình thôi. Chính xác. Dạ. Và thực ra trường hợp của chị Hằng cũng sẽ không phải là trường hợp ít ỏi đâu. Sẽ có những người như thế. Và nếu như chúng ta không lên tiếng để xây dựng một cái cộng đồng tốt đẹp hơn thì một lúc nào đó chúng ta sẽ phải bước đi trong bóng đêm. Vì thế thì cũng thực sự là cảm ơn Nguyệt Hằng đã vượt qua những cái ngại ngùng để chia sẻ. Dạ. Một lần nữa thì xin được nói lời cảm ơn tất cả các vị khách mời. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng quan tâm theo dõi chương trình và góp những cái phần nhỏ bé của mình để xây dựng chương trình Chung Nhịp Văn Minh. Có lẽ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Việt Nam Tử Tế để khép lại chương trình ngày hôm nay. Đây là một ca khúc nó nói lên cái tinh thần của những người Việt Nam cùng chung tay chống dịch, một cái dự án của Làn Sóng Xanh VOH, dự án mà nhận được rất nhiều sự chia sẻ của thính giả. Chúng ta cùng đồng lòng để đi qua mùa dịch này. Vâng, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những số tiếp theo của Chung Nhịp Văn Minh, cũng ở khung giờ rất quen thuộc 13:30 cho đến 14:00 thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Quý vị nào muốn nghe lại chương trình thì có thể theo dõi trang fanpage của kênh FM 99.9 MHz. Chúng tôi sẽ đăng tải thông tin của chương trình để quý vị tiện theo dõi và có những góp ý cho chương trình ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Làn sóng khắp nơi phố xây cuộc đời, tình ta cất lên niềm vui. Bầu trời hôm nay sáng hơn mọi ngày. Sóng phát thanh báo tin mừng về, một ngày mới có nắng lên cận kề.